Kính thưa đoàn chủ tọa, kính thưa Quốc hội, tôi xin đóng góp vào dự thảo luật như sau. Thứ nhất, về khái niệm dịch vụ viễn thông cơ bản trên Internet, dịch vụ OTT, được quy định tại khoản 8 điều 3 dự thảo luật có định nghĩa. Dịch vụ viễn thông cơ bản trên Internet là dịch vụ cung cấp tính năng chính là gửi, truyền, nhận thông tin giữa hai hoặc một nhóm người sử dụng dịch vụ viễn thông trên Internet. Tôi cho rằng định nghĩa như vậy là chưa rõ ràng, sẽ gây ra nhiều khó khăn về cách hiểu và áp dụng. Tôi đề nghị làm rõ đây có phải là một loại hình dịch vụ viễn thông đã được quy định tại khoản 7 điều 3 dự thảo luật này hay không. Điều này cần phải làm rõ, vì nếu dịch vụ viễn thông cơ bản trên Internet được coi là một loại hình dịch vụ viễn thông, thì loại hình dịch vụ này sẽ phải chịu ràng buộc đáp ứng tất cả các nghĩa vụ của các dịch vụ viễn thông truyền thống. Ngược lại, nếu không nêu rõ nội dung quản lý dịch vụ nêu trên như là một loại hình dịch vụ viễn thông truyền thống, thì nên thay đổi tên gọi và cần định nghĩa lại tại khoản 8 điều 3 dự thảo luật để tránh sự nhầm lẫn trong cách hiểu, áp dụng và thực thi pháp luật. Tôi cho rằng định nghĩa hiện nay tại khoản 8 điều 3 dự thảo luật đang giải thích một cách khá đồng vòng, theo hướng coi các dịch vụ nhắn tin, nghe gọi, họp trực tuyến trên Internet như Zalo, Viber, dịch vụ OTT là một loại hình viễn thông cơ bản và được sử dụng bởi người sử dụng dịch vụ viễn thông trên Internet. Theo tôi, các dịch vụ liên lạc OTT không thể coi là dịch vụ cơ bản được, mà các dịch vụ này có rất nhiều tính năng, giá trị gia tăng khác so với các dịch vụ viễn thông truyền thống. Bên cạnh đó, bất cứ người sử dụng dịch vụ Internet nào cũng có thể dùng các loại hình dịch vụ này, nên dẫn chiếu gián tiếp đến người sử dụng dịch vụ viễn thông trên Internet trong định nghĩa như trên là rất rối và không cần thiết. Do đó, tôi đề nghị nên nghiên cứu đổi tên dịch vụ nêu trên thành dịch vụ truyền nhận thông tin trên Internet hoặc dịch vụ truyền nhận thông tin trực tuyến, và định nghĩa là dịch vụ cung cấp tính năng chính là gửi, truyền, nhận thông tin, dữ liệu, hình ảnh giữa hai hoặc một nhóm người sử dụng trên Internet thì sẽ sát nghĩa hơn, đảm bảo sự trong sáng, dễ hiểu của tiếng Việt hơn. Thứ hai, về khái niệm nghĩa vụ đối với dịch vụ ứng dụng viễn thông, quy định tại khoản 12 điều 3 dự thảo có nêu, dịch vụ ứng dụng viễn thông là dịch vụ sử dụng mạng viễn thông để cung cấp dịch vụ ứng dụng trong lĩnh vực công nghệ thông tin, phát thanh, truyền hình, thương mại, tài chính, ngân hàng, văn hóa, thông tin, y tế, giáo dục và lĩnh vực khác. Tôi nhận thấy định nghĩa này là rất rộng, bao trùm gần như tất cả các loại hình dịch vụ ứng dụng di động cung cấp các dịch vụ trực tuyến trên mạng Internet. Ví dụ, dịch vụ mạng xã hội, dịch vụ xem phim, nghe nhạc trực tuyến, dịch vụ Internet banking, trò chơi điện tử trực tuyến, các nền tảng thương mại điện tử. Đồng thời, với định nghĩa vừa nêu trên, khoản 2 điều 20 dự thảo luật yêu cầu việc cung cấp dịch vụ ứng dụng viễn thông phải thực hiện quy định của luật này và kết nối quản lý tài nguyên viễn thông, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật viễn thông và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Tôi thấy rằng dự thảo luật đề ra định nghĩa và ràng buộc nghĩa vụ đối với các dịch vụ nêu trên là không cần thiết, vì hiện nay các dịch vụ này đã có pháp luật chuyên ngành tương ứng điều chỉnh, quản lý các vấn đề về các mặt cấp phép hoạt động, yêu cầu kỹ thuật rồi. Tôi đề nghị dự thảo luật chỉ nên tập trung điều chỉnh các dịch vụ viễn thông mang tính chất kỹ thuật, hạ tầng là cơ sở, là nền tảng hoạt động cho các dịch vụ trực tuyến cung cấp cho người dùng cuối, chứ không cần quy định điều chỉnh các dịch vụ trực tuyến hoạt động trên nền mạng Internet. Thứ ba, về quản lý cấp phép dịch vụ viễn thông cơ bản trên Internet, dịch vụ trung tâm dữ liệu và dịch vụ điện toán đám mây được quy định tại điều 28-29 dự thảo luật về việc cung cấp sử dụng dịch vụ viễn thông cơ bản trên Internet, dịch vụ trung tâm dữ liệu và dịch vụ điện toán đám mây. Nếu quy định như dự thảo thì tôi hiểu là cơ quan soạn thảo sẽ không coi, không quản lý các loại hình này dưới danh nghĩa dịch vụ viễn thông. Tuy nhiên, liên quan đến việc đăng ký hoạt động của các dịch vụ này, điều 28, điều 29 dự thảo luật đang quy định theo hướng dẫn chiếu tới điều 41 và yêu cầu như sau: thực hiện việc đăng ký, thông báo, cung cấp dịch vụ viễn thông theo quy định tại điều 41 của luật này. Điều 41 dự thảo luật lại có tiêu đề là
đăng ký thông báo cung cấp dịch vụ viễn thông theo tiêu đề này, có thể hiểu điều 41 sẽ chỉ quy định quản lý dịch vụ viễn thông thôi, chứ không phải là các dịch vụ viễn thông cơ bản trên Internet, dịch vụ trung tâm dữ liệu và dịch vụ điện toán đám mây. Tôi đề nghị cần rà soát lại các vấn đề nêu trên để đảm bảo tính thống nhất, logic trong quan điểm quản lý đối với các dịch vụ viễn thông cơ bản trên Internet, dịch vụ trung tâm dữ liệu và dịch vụ điện toán đám mây. Tôi xin được kết thúc và xin trân trọng cảm ơn Quốc hội. Xin cảm ơn đại biểu.